Em chào các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem một ít đồ mới về ha. Đây, đây là một con đẩy Sony. Đây, con này là con Sony 150 ha. Đây, cái vế sò thì nó nằm ngược xuống các bác ạ. Cho nên em mở sẵn ra ha, để mà em quay những cái sò cho các bác xem. Đây, nắp lưng thì em cũng mở sẵn bên đây này. Rồi, và kế tiếp thì em có về thêm được hai con Yamaha B4500 này. Đấy, một tuần trước thì em có bán hai con ha. Đấy, em bán cho hai bác ở ngoài Bắc rồi. Hôm nay tiếp tục về được hai con này. Rồi, và bên đây thì em về thêm một con Yamaha B1600 này. Rồi, và cuối cùng là một cặp loa đam. Loa đam karaoke ha, bass 16. Cặp này rẻ các bác, cặp này 1,5 triệu thôi ha. Rồi, và đầu tiên ở phía trước thì em có một con âm ly Đờ Nông. Này các bác cùng xem thương hiệu Đờ Nông này, và model là BMA680R. Đấy, con này mặt mũi đẹp ha. Đấy, dành cho bác nào đánh những cặp loa bass 20 hoặc là bass 25 của Nhật ha, hoặc là của Mỹ. Đấy, Đờ Nông thì các bác chơi loa Mỹ thoải mái này, rất là hợp. Rồi, đánh được AB cộng B, bass chép ba lăng, low net đây ha. Volume là những đường vào trên này. Đấy, những cái nút nhỏ nhỏ này các bác này. Rồi, và tiếp theo là mặt lưng đây. Đấy, cũng có một vài vết xước dăm dăm nhỏ nhỏ ha. Rồi, và tiếp theo là bên trong. Đây, em mở cho các bác xem. Còn các bác chờ em xíu ha. Hơi kẹt các bác. Rồi, và các bác cùng xem tổng thể bên trong đây. Đấy, một cái nguồn này, hai tụ lọc và chạy 4 sọ than ha. 4 con sọ than. Đấy. Tất cả là còn là nguyên bản hết. Đấy, tất cả là zin tuyệt đối ha. Rồi, và đây là phía sau này. Đấy, phía sau cũng còn đẹp luôn. Rồi, con này điện 100 ha. Đấy, made in Japan này. Công suất là 123W này. Đấy, những đường vào CD tuner AUX này. Đấy, hai cặp loa AB. Rồi, và cái trở kháng của nó là từ 6 tới 16 này. A cộng B là 12 tới 16. Đấy, 123W ha. Đấy, các bác ghép những đôi loa bass 20 hoặc là bass 25. Đấy, nghe nhạc. Đấy, khá là hay trong cái tầm tiền. Rồi, con Đờ Nông 680R này. Đấy, em có xin báo giá cho các bác là 2,2 triệu ha. 2,2 triệu con này là em bao ship này. 2,2 triệu bao ship. Đấy, tất cả là xin hoạt động hoàn hảo hết. Rồi, và tiếp theo là con đẩy Sony. Đấy, model là SRP P150. Đấy, dòng đẩy 2 cân 2 volume này, một đốt nguồn đây. Hai quan sát hai bên ha. Đấy, con này về còn đẹp này, các bác cùng xem qua. Đấy. Và cái nắp lưng đây, nắp lưng thì nó hơi xước nhẹ nhẹ ở trên ha. Đấy, tổng thể thì còn mới lắm. Đấy, xước một vài vết thôi. Rồi, và đây là bên trong đây, chạy hai nguồn này các bác, hai nguồn này. Đấy, trên đây cũng có ghi made in Sabang này. Hai tủ lọc ha. Rồi, và sò thì các bác cùng xem đây. Đấy, em đếm cho các bác xem 2, 4, 6, 8. Mỗi bên là 8 con ha. Tổng cộng là 16 sò than. Đấy, sò là sò Toshiba các bác, sò lớn ha. Đấy, 16 sò than Toshiba. Đấy, tất cả là zin tuyệt đối hết. Đấy, tất cả là em bao zin ha. Và hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy, các bác mua về là chỉ việc xài thôi. Rồi, và em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Đấy, phía sau có hai cái chân đế phía sau ha. Đấy. Rồi, đường vào thì các bác chơi K5 cũng được, hoặc là AV. Đây, các bác chơi AV thì các bác gạt trên đây ha. Nó có cái nút gạt này. Gạt qua bên đây thì là AV, còn các bác gạt qua đây. Đấy. Thì đó là xài K5 ha. Đấy, các bác mua các bác nói các bác xài dắt gì thì em sẽ gạt sẵn luôn. Gạt sẵn cho các bác ha. Rồi, và đây là hai cầu loa đây. Trở kháng là từ 4 tới 16 này, rất là dễ ghép loa các bác. Mono là 8 tới 16 ha. Rồi, con này điện 100 này. Đấy, công suất 300W ha. Made in Sabang. Đấy, 300W các bác. Rồi, con này thì các bác chơi những cặp 30 là vô tư rồi ha. Loa Nhật, loa Mỹ các bác ghép hát karaoke. Bắt 30 các bác đánh thoải mái rồi. Đấy, 16 sò lớn ha. Rồi, con Sony 150 này là giá 4 triệu các bác này. Con đấy này 4 triệu đồng ha. Đấy, 4 triệu đồng là em bao ship toàn quốc này, hàng còn đẹp. Rồi, và tiếp theo là một con Yamaha B1600. Đấy, hai con sắt hai bên. Cách đây một tuần em cũng có bán một con này, hôm nay lại về tiếp một con ha, một nút nguồn đây.
hai vô lâm. Rồi, mặt mũi thì cũng còn khá là mới này. Rồi, tiếp theo là bên trên ha. Đấy, nắp lưng còn đẹp này, các bác xem qua. Đây, bên trong cái nội thất của đáy đây, đấy, một cái nguồn xuyến này, hai tủ lọc. Và nó có một vế vĩ mạch bên đây ha. Con này công suất nhỏ cho nên là làm có một vế các bác. Đấy, nó không như cái con 4500 này. Để em mở nốt cái con 4500 này cho các bác xem luôn ha. Đấy, nắp lưng còn đẹp này, cả hai cái đều vậy ha. Đấy, hai con này thì nó giống nhau, nhưng mà con này thì nó làm hai vế ha. Tại công suất lớn của bác làm hai vế hai bên này, nguồn lớn hơn này, tụ nhiều hơn này. Rồi, em quay mặt mũi cho các bác xem luôn. Đấy, quan sát đầy đủ ha. Hai quan sát hai bên, hai bộ lực đây. Đấy, Yamaha B4500. Mặt mũi này còn đẹp lắm, các bác cùng xem này. Đấy, cả hai con ha, còn đẹp hết. Rồi, con này thì chạy tổng cộng là 44 sò ha. Mỗi cái vỉ bên đây là 22 con này các bác này. Bên đây 22 con, bên đây 22 con nữa ha. Đấy, tổng cộng là 44 sò than, 44 sò than ha. Đấy, và đây là 6 con tụ lọc. Đấy, một cái nguồn xuyến lớn này. Đấy, vỉ mặt thì còn đẹp lắm. Rồi, và con này thì nó có một bên thôi. Con này chạy 20 sò ha, 20 sò than. Rồi, vậy em sẽ quay cho các bác xem phía sau. Đấy, bên hông cũng đẹp này. Rồi, đầu tiên là con 1600 ha, đường vào AV hoặc là 6 ly hoặc là Canon. Đấy. Điện 100V các bác này, công suất tiêu thụ 170W ha. Và công suất ra loa đây, công suất ra loa thì được tổng là 400W. Đấy. 200W một cân ha. Tổng là được 400W. Đây là hai cầu loa. Rồi, và cái trở kháng là từ 4 tới 8 ohm này. Drift là 8 tới 16 ha. Đấy. 200W một cân thì các bác chơi cũng khá là ổn ha, đánh bass 30. Những cặp loa của Nhật ha, các bác lưu ý giúp em là đánh những cặp loa hàng bãi Nhật thôi. Đấy, thì con này nó đánh bass 30 tốt ha. Rất là căng, ghép và hát karaoke. Rồi, và em quay nốt cái con hai con 4500 này luôn và sẽ báo giá một lúc ha. Rồi, đây là phía sau của hai con 4500 đây. Rồi, tất cả là còn đẹp hết này, phía sau. Rồi, đường vào vẫn vậy ha, 6 ly Canon, bên B bên A đây. Rồi, con này thì điện 100 này, công suất tiêu thụ là 400W ha. Và công suất đa loa này các bác này, tổng là 1400W này và 700W một cân ha. Vẫn đánh từ 4 tới 8 ohm. Đấy, drift là 8 tới 16 ohm. Đấy, hai con giống nhau. Rồi, phía sau đẹp ha. Và công suất rất là khỏe cho các bác chơi. Những cặp full 40 các bác chơi thoải mái luôn. Đấy. 44 sò than. Rồi, em cũng xin báo giá con này trước ha. Con này là 2.9 triệu này, con Yamaha B4600 này. 2.9 triệu em bao ship ha. Còn hai con 4500 này thì mỗi con là 6.5 triệu. 6.5 triệu một con em bao ship. Đấy, những dòng đẩy Nhật, đẩy Mỹ thì chất âm nó sáng các bác. Nó sáng hơn ha, nó sáng hơn là những con đẩy tàu. Đẩy tàu các bác nghe nó tối thui à. Đấy, bởi vậy những con Nhật, Mỹ thì nó giá thường cao hơn đẩy tàu là vậy. Đẩy tàu thì nó khỏe. Đẩy tàu thì rất là trâu ha, nhưng mà đổi lại chất âm nó rất là tối, rất là tù ha. Đấy, nó nghe thì karaoke cũng được, nhưng mà nói về các bác khó tính thì các bác chơi những con đẩy này Nhật Mỹ ha. Rồi, và đây là cặp loa đam. Đấy, chỗ này nó hơi dính keo các bác. Và cái model của nó là DDS910 Ba La Mã. Đấy, dòng Ba La Mã ha. Cái này nó có dòng trơn này, dòng Hai La Mã và dòng Ba La Mã. Đấy, dòng Ba La Mã là đời dòng cao nhất ha. Ấy căng thì còn đẹp lắm. Tất cả ấy căng là còn đẹp hết ha. Đấy, cả hai cái này. Đấy. Rồi, và đây là bên trong đây, một bát 16. Bát 16 ha. Và gân thì thay rồi các bác. Những dòng loa đam là về là gân mục hết. Đấy, cho nên là gân loa đã thay rồi ha. Đấy, cả hai cái. Gân là thay hết rồi. Và hai cái chép đây. Đấy, một thùng đó là hai chép. Đấy, một bát 16. Ở đây có một cái nút gạt chỉnh chép này. Đấy, nút tinh chỉnh chép đây ha, hai lỗ thông hơi. Rồi, và em quay phía sau.
Đấy, thùng vắt thì về cũng còn đẹp các bác này. Đấy, còn đẹp ha. 1,9 triệu các bác, cặp này 1,9 triệu thôi. Đấy, bát 16. Rồi, các bác cùng xem cái thông số này, trở kháng 8 ohm, công suất một thùng là 200W ha. Made in Malaysia. Đấy, những dòng RAM này sản xuất ở Malaysia ha. Hàng bãi Nhật. Sản xuất ở Malaysia các bác này. Rồi, cặp loa DAM này em có xin báo giá cho các bác luôn. Các bác có thể ghép thêm để mà hát karaoke ha. Chẳng hạn như các bác có một đôi loa bass 25 hoặc là bass 20 gì đấy thì các bác mua thêm cặp này, đấy, kiểu như là mình trợ lời thêm ha. Nhưng mà nó khỏe các bác, nó khỏe. Nó tới 2 chép và bass 16 ha. Đấy, hát karaoke được thoải mái luôn. Đấy. Rồi, cặp này là 1,9 triệu này, 1,9 triệu là em bao ship. Đấy, 1,9 triệu cho cặp loa DAM này ha. Em bao ship toàn quốc. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây 0981 384842. Rồi, vậy em cũng xin chào các bác nha.